Thầy nói tất cả các Phật tử tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, cái điều quan trọng nhất đó, là làm sao mà được Phật hộ niệm ta này. Ta nên khi Phật hộ niệm cho ta đó, thì ta tu mới được, còn không có hộ niệm thì ta tu không được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó cầu cái sự hộ niệm của Đức Phật. Đức Phật bảo là chúng ta trồng căn lành, chúng ta hết lòng với Phật đó, thì lúc bây giờ Phật hộ niệm ta. Vì vậy đó, tại sao ta biết Phật hộ niệm? Tại vì cái tu ta có kết quả đó, ta biết có Phật hộ niệm. Thế nên có một Phật tử mà cái khi vào ở trong đạo tràng thì tới thưa với Thầy cái điều này. Nó hồi trước đây đó, là thưa thực với Thầy đó, là con thích ăn, ăn gì? Ăn thịt bò phải không? Con thích ăn thịt bò. Nhưng mà từ cái khi mà quy y đó, tự nhiên đi vào đây quy y xong đó, dạ thưa Thầy bây giờ con ăn không được nữa, thấy sợ. Ở đây có đạo hữu nào vậy không? Thầy nói đạo hữu được cái phước là Phật hộ niệm cho đó. Hồi nãy là thèm, thấy là muốn ăn, nghe cái mùi thì muốn ăn. Nhưng mà bây giờ quy y xong rồi đó, thì lúc bây giờ nó sợ, nghe cái mùi nó sợ, chịu không được. Đây người này được Phật hộ niệm, người này có căn lành. Thì cái đạo hữu này nó không ăn thịt bò nữa là vì sợ, ăn không được. Chứ đâu phải Thầy không cho ăn. Cho nên khi mà quy y trong đạo tràng Pháp Hoa mình tu theo Kinh Pháp Hoa, Thầy không cấm. Mà Thầy nói tất cả các vị phải có tâm lòng để được Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm cho ta rồi đó, thì mọi việc đó, ta làm đều do Phật khiến ta làm. Tại vì ta ăn thịt không được cho nên ta ăn chay, phải không? Ta ăn thịt không được, ta ăn chay. Chứ không phải là Phật bắt ta ăn chay hay là Thầy bắt ta ăn chay, không có. Mà hãy khi quý vị bắt buộc phải ăn chay nữa thì khác nữa. Cái người không có căn lành, người không có căn tu, nhưng bắt tu nữa, thì phần nhiều họ rơi vào trong tình trạng phá pháp, tại họ không thích. Đấy. Họ muốn ăn thịt mà bắt họ ăn tương, rau thì trường hợp họ ăn được. Cho nên họ càng ăn thì họ lại càng thèm. Thành ra một đạo hữu khác nó tới thưa với Thầy, nó là con quy y rồi, mấy Thầy dặn ít nhất mỗi một tháng phải ăn chay 2 ngày. Nhưng mà thưa Thầy nữa, ăn chay sao con thấy nó làm như là nó không no. Mà ăn chay nó chỉ 1 ngày thôi, mà chiều đó sao đi không được, đi không nổi nữa. Đây có đạo hữu nào vậy không? Tức là ăn một tô phở vô cái khỏe liền lập tức. Chờ tới chiều về ăn tô phở vô khỏe liền tức. Còn ở trong chùa ăn không được, ăn chay không được. Ăn 1 ngày thôi ăn không được. Rồi nó có đạo hữu khác đó, thì tới thưa với Thầy nữa. Nó, cái khi mà tới chùa nó tụng kinh, con tụng không được, nghe pháp cũng không được nữa. Thầy hỏi sao vậy? Nó dạ thưa Thầy, nó ngủ từ ở trong ruột, nó ngủ ra. Mà khi tụng xong rồi đó, thì tỉnh queo trở lại. Nghe pháp xong rồi đó, thì tỉnh queo trở lại, như bình thường không có gì hết. Mà trong lúc đó nó mở mắt không ra được. Đây tôi không nghĩ sao. Cho nên các cái đạo hữu này ra ngoài đó, thì cái trường hợp này nói chuyện đủ thứ chuyện. Nhưng mà vô ngồi đây là không được. Thầy mới nói là cái chị này là bị quỷ ám, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Tại vì mình là quyến thuộc của ma, cho nên mình bị quỷ ám. Tại sao vậy? Vì nhiều đời nhiều kiếp mình đi theo con đường của ma rồi, cho nên mình là quyến thuộc của ma. Hôm nay để mình trở về với Phật thì đương nhiên ma nó đổ cho mình đi.
Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên người nào có căn lành và có quyến thuộc Bồ Đề thì cái người đó tu dễ lắm. Nhưng mà cái người mà không có căn lành và quyến thuộc của ma đó thì này rất là khó. Thế nên có một cái chị cũng ở trong đạo tràng, đi tới quy y xong rồi, thọ pháp y rồi, mua áo tràng rồi, về nhà. Thì bây giờ đó, cái người nhà đó thấy chị này đem áo tràng về, đem pháp y về đó, thì lúc bây giờ đó cái ông này ông chịu không được, thầy ông lấy áo tràng đốt đi, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Tại vì cái quyến thuộc của mình là quyến thuộc của ma, cho nên những người họ không chấp nhận, họ không chấp nhận cho mình tu. Đây là cái việc rất khó trên bước đường tu. Cho nên có người nữa, thì khi mình tới chùa mình quy y, mình tu xong rồi nữa, mình về mình có thể cảm hóa được hết cả gia đình. Có người thầy thấy mình, có người năm đời mà đều tới quy y hết, phải không? Cha mẹ cũng quy theo, rồi ông bà quy theo, tới con cháu quy theo nữa. Thầy nói cái quyến thuộc của cái người này là Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên có một người phát tâm thì làm cho cả gia đình, cả dòng họ tu theo hết. Còn cái người kia mới quy y xong về bị xé áo, đốt y. Đây là cái điều quan trọng ta biết. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nó khó là chỗ đó. Vì vậy nữa mà cầu cho được Đức Phật hộ niệm cho mình. Cho nên khi Đức Phật hộ niệm tới cho mình thì tà ma ngoại đạo nó tránh xa hết rồi, nó không còn ám vô mình được nữa. Tại nó ám vô mình cho nên nó làm mình ngủ, mình tu không được. Nó ám mình không được, nó ám vô cho những người thân của mình để họ phá mình. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm thôi. Nhưng mà nếu hay ta quyết tâm, ta hạ quyết tâm, ta tu, thì một thời gian nó chuyển đổi. Nó chuyển đổi cái này cho ta. Cho nên nó chuyển đổi cũng giống như cái người thứ nhất thầy nói nãy đó. Hồi trước không có thịt thì ăn không được, ăn cơm không được. Nhưng mà bây giờ nó thấy thịt cá sợ, nghe mùi sợ, cho nên nó tự nhiên ăn chay. Tự nhiên ăn chay được. Nhưng mà ăn chay rồi đó, nó còn thêm cái gì? Ăn chay là khỏe mạnh đó, thì được. Mà ăn chay thì ốm đau không được. Đấy. Tại vì cái cơ thể chúng ta nó không quen đồ chay. Cho nên đó, thầy thấy đặc biệt đó, có những cái gia đình, có những cái người sanh ra những cái đứa con đó, tức là mới sanh ra thôi, nó chưa biết gì hết đó. Nhưng mà đồ mặn đem bỏ vô đó, miệng nó nhả ra hết, nó ăn được. Có những cái đứa nhỏ mà nó ăn nước tương thôi, ăn cơm với nước tương, còn tất cả những cái thịt cá không ăn được. Đây, trong đạo tràng mình thầy thấy có những cái đứa mẹ. Bây giờ đôi khi cha mẹ sợ nó nhỏ nó ăn như vậy đó, sao? Nó sẽ bệnh hoạn. Nó ăn như vậy nó không thông minh. Nhưng mà những cái đứa bé này lại có cái đặc biệt ăn chay, không ăn được thịt cá, nhưng mà nó khỏe mạnh, khỏe mạnh bình thường, nó đi học bình thường được, thậm chí đi vào mẫu giáo mà bây giờ đó là phải dở cơm chay theo cho nó ăn, chứ vô trong này cô giáo không cho ăn được mà vẫn khỏe mạnh. Cho nên thầy nói cái đứa bé này có căn lành. Đứa bé này có căn lành nữa. Thầy hồi nhỏ ở nhà nữa thì bệnh liên miên, nhưng mà đi vô chùa tu rồi nữa, ăn chay ăn lạc cực khổ như vậy nữa mà khỏe mạnh ra. Rồi bây giờ đã trải qua hơn 60 năm rồi nữa mà sức khỏe vẫn bảo đảm được, thì các vị nghĩ sao? Ăn chay mà khỏe mạnh được á, thầy nói cái người này có Phật hộ niệm. Tức là Phật hộ niệm cho ta, ta mới làm được cái này, chứ không phải tự ta đâu. Đấy. Cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa là cầu Phật hộ niệm. Và
nuôi lớn cái căn lành của mình. Thì từ cái chỗ này đó, ta đọc kinh mà có những người nghe, có người tin, có người đi theo ta đó, thì cái này ta trở thành pháp sư. Còn nếu mà các vị tụng kinh mà người ta nghe người ta khó chịu nữa, ta gây khó khăn nữa, thì cái trường hợp này có chừng pháp pháp. Cho nên cẩn thận cho nên. Ở trong nhà chúng ta đó, những người không đồng một quan điểm, họ muốn nghe kinh mà ta đem kinh về ta tụng đó, thì coi chừng họ chống phá ta, rồi họ đốt áo tràng ta đó, thì cái này làm cho họ có tội thêm. Không? Cho nên cái điều này nên cẩn thận trên bước đường tu. Làm cho người phát tâm thì tốt, nhưng mà làm cho người tội lỗi đó, thì cái này chúng ta nên tránh. Nên tránh cái điều này. Rồi trong cái lúc đó thì sao? Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy chúng ta nữa. Thì cái người đó có ba cái đặc tánh này nữa, là biết được Đức Phật hộ niệm. Cái điều thứ nhất là gì? Tức là gặp những cái chuyện đáng buồn không buồn, gặp những chuyện đáng giận không giận. Những cái việc mà đáng ham muốn chúng ta cũng không ham muốn. Cho nên không ai dụ dỗ ta được hết. Ta không bị mắc lầm. Chứ còn trong lúc ta tụng kinh Pháp Hoa thiệt, nhưng mà mới vừa nghe ai nói cái gì có lợi đó, cái chúng ta ham, phải không? Đấy. Cũng có những người tới thưa phải thấy. Nghe nói cái chuyện này có lợi, cái rồi mình ham. Mình ham ở trong lúc đó mình đem giấy tờ nhà cầm hết đi để lấy tiền đưa cho họ. Mất nhà luôn. Đây, nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình không có ham muốn, tự nhiên mình không ham muốn nữa. Mà lúc bây giờ đó, cái phước của mình đó, nó tự tới. Đây là trên bước đường tu đó, thì quý vị nên nhớ đó. Tức là không ham muốn. Nhờ không ham muốn mà mình sáng được. Sáng được cho nên mình không bị mắc lừa bọn ma. Ma nó tới, tới nó cám dỗ mình. Mà khi nó tới nó cám dỗ mình mà mình mắc lừa nó thì coi như là thứ nhất là Thầy nói là tan gia bại sản trước rồi đó. Rồi sau đó nó ở trong gia đình mình xào xáo đi, phải không? Làm cho mình hết tu được. Cho nên cái chỗ này nhờ không ham muốn mà tâm chúng ta sáng suốt, Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta nhìn ta thấy, ta biết đây là lừa dối, ta biết đây là ma rồi. Nó không gạt ta được. Tu Pháp Hoa nó có cái đặc tánh này mới tu được. Dù họ có nói gì đi nữa đó, ta biết cái người này không thật. Cho nên ta không phản đối, nhưng mà ta không theo, ta không tin. Đấy. Trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Không ham muốn. Gặp những cái chuyện trái ngang, ta coi như đây là cái thử thách để ta hành đạo. Chuyện trái ngang xem thử coi, có cái chuyện đáng giận này nữa mà ta nhịn được, ta không giận, ta thanh thản được, có Phật hộ niệm. Nên trong lúc Phật hộ niệm tới cho ta thì cái chuyện bất bình nữa mà ta vẫn bình được. Còn trong lúc đó nếu mà ta nổi khùng lên cái là ma liền ám chúng ta. Cho nên nó có nhiều thầy nói như thế này, tu cả đời nữa. Nhưng mà sao lạ, có nhiều cái nó không đáng giận mà tự nó đau, nó ở trong ruột trong gan gì nó bùng lên, phải không? Đây các đại hữu nên cân cho nên cái này là ma ám chúng ta nữa. Cho nên chỉ có một cái niệm tâm nhỏ thôi khởi lên đó, thì liền ùng ùng nó kéo tới nổi dậy, phải không? Cho nên thầy nhắc cho điều nữa, cái này mình biết là nghiệp của mình. Lúc đó tốt nhất là gì? Không nói gì hết. Tức là làm thinh niệm Phật thì mình trấn nó trở xuống đó, thì cái bọn ma nó tan được. Chứ còn không những cái chuyện không đáng giận mấy mà tại sao giận chịu không được. Không đáng buồn nhưng mà lại cảm thấy rai rứt chịu không được. Cho nên cái này mình biết là ma ám ta. Ma ám ta.
Đó là những cái đặc tính mà chúng ta biết. Đáng buồn ta buồn, đáng giận ta cũng giận. Đáng ham muốn, tức là bị dụ dỗ chúng ta cũng không bao giờ nghe, không bị mắc cái này nữa. Rồi cái đời sống chúng ta nó bình thường, mà cứ như vậy nó lên. Cứ như vậy nó lên, sức khỏe chúng ta nó tốt ra thêm, đầu óc chúng ta thông minh ra thêm, sự nghiệp chúng ta nó ổn định ra thêm. Còn chúng ta chạy theo ma đó, thì được mất nó liền xảy ra. Cho nên thầy thấy có những người bữa trước đó, nó được cái này nhiều quá đi, bữa sau nó là con bị trắng tay rồi thầy, phải không? Các đại hội, đây là mình chạy theo ma. Tại vì đó, Đức Phật dạy mình phước đức quyết định. Phước đức quyết định. Cái người mà có phước đức đó, thì tự nhiên cái điều tốt lành nó tới thôi. Còn chúng ta có cái tham vọng đó, là phần nhiều từ cái khổ này rớt qua khổ khác. Đáng lẽ là không khổ, nhưng mà tự làm cho mình khổ thôi. Đáng lẽ không khổ là sao? Tức là mình không tham. Mình không tham, cho nên mình sáng suốt mình thấy cái chuyện này được thì mình làm, không được thôi chứ. Chứ mắc chi mà đem nhà cửa đất đai gì cầm cố hết đi, phải không? Rồi tự nhiên mất trắng, rồi lại thêm bị nợ nữa. Thì sao vậy? Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Ma nó cho chúng ta rồi nó lấy đi hết cái chuyện đó. Tại Đức Phật nó không có phước thì không giữ được. Đức Phật dạy chúng ta không có phước đó, thì của chúng ta đây nó thuộc của năm nhà, thấy không? Nó là trao từ tay người này sang qua tay người khác thôi, không giữ được. Nhưng mà cái người có phước á, thì của tìm người. Đây là trên bước đường tu, quý vị nên nhớ. Khi có phước rồi đó thì của tìm người. Cái may mắn nó tới với chúng ta nữa, nó làm cho chúng ta giàu có. Đây là trên bước đường tu. Đấy. Rồi nữa, người tu được kinh Pháp Hoa được cái gì? Ai gần người này tâm cũng được an. Họ luôn luôn an, và ai gần họ cũng được an theo, phải không? Cái người bất an mà tới với ta, ta là người trì kinh Pháp Hoa, cho nên người ta tới với mình ta cũng thấy an theo nữa, ta tới mình ta thấy vui theo nữa. Đây là trên bước đường tu. Còn ác ma thì sao? Tu thì khổ. Tại vì mình khổ rồi ai theo mình tu cũng khổ theo. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nghiệm rồi thấy. Ta nói ông thầy ông khổ rồi, rồi các Phật tử theo ông khổ nữa, phải không? Thầy trò làm khổ với nhau. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta theo kinh Pháp Hoa, đó là từng bước đi vào trong thế giới của chư Phật, từng bước an vui, và từng bước đi đó thì chúng ta thấy trong sáng thêm ra, an lạc thêm ra, thông minh thêm ra, và cuộc đời tốt thêm ra, thì cái này đi vào trong thế giới Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên làm bạn với các vị Bồ Tát, đây ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Các ngài không làm khổ ta, mà ngược trở lại đó, các ngài còn giúp cho ta được an lạc. Còn nếu làm bạn với chúng ma nữa, thì cái trường hợp này đó, nó có thể cho ta, mà nó có thể đòi ta. Nó có thể giúp ta mà nó cũng có thể hại ta. Cho nên làm bạn với ma đó, thầy nói ví như là quý vị thân cận với những người xấu. Thành ra những người xấu là những gì? Thường ta gọi là xã hội đen, phải không? Xã hội đen, những người làm việc ở trong bóng tối là này là ma rồi. Còn mình tu theo Phật là mình ở ngoài sáng. Còn họ ở trong bóng tối. Thì cái trường hợp này đó, là những người đầu tiên ta nói là những người buôn lậu. Ta nói những người mà buôn những cái chất độc, như là gì, xì ke hay cái gì đó. Mà mình biết cái này đó, nó có thể đem ra khỏi chừng 1 kg, nó có tới cả triệu đô la đi. Nhưng mà nếu hãy bị bắt ra thì sao? Tử hình, phải không? Đây mình thấy rất rõ nhé. Các vị có nên đi vào con đường này không?
Con đường này là con đường của ma. Cho nên nếu mình đem về được một ký lô cần sa thì cái trường hợp này mình hại bao nhiêu người. Đấy, mình hại bao nhiêu người trong cái trường hợp này. Cho nên này là ma làm chuyện này. Đấy. Cho nên đi vào con đường này rất nguy hiểm. Rồi cái bọn ma này nếu mình làm thân với nó rồi đó, thì cái khi được thì chia cho nhau, nhưng mà khi mà không được thì thanh toán nhau, phải không? Thế nên chúng ta thấy các cái băng đảng mà họ hại nhau đó, ta thấy chứ. Cho nên con đường này rất nguy hiểm. Và chết như vậy là vào trong địa ngục thôi. Sống cũng có thể vào địa ngục, mà chết chắc chắn vào địa ngục. Còn ta đi theo con đường của Phật á, thì từng bước đi ta thấy an lạc. Thành tuổi chúng ta càng lớn lên thì chúng ta thấy cái hiểu biết chúng ta rộng hơn, và cái người tốt tới với chúng ta nhiều hơn, thì đây là con đường an lạc mà chúng ta đi tới. Đấy. Đó là cái phẩm pháp sư. Thành ra Đức Phật nhắc đó, ai gần người này tâm được an và thấy hằng xa vô số chư Phật, mau đến vô thượng bồ đề. Đấy. Thành ra ta tìm những người đó ta gần, và ta cũng làm cho những người khác an lạc đó, thì ta đi vào trong quỹ đạo Kinh Pháp Hoa. Đó là hai cái phẩm đầu mở của bốn môn Pháp Hoa. Rồi đó, ba cái phẩm giữa quan trọng nhất là gì? Tức là đi vào cái thế giới của Kinh Pháp Hoa rồi. Ta đã vào thế giới Kinh Pháp Hoa do chúng ta tu này đó, mà chúng ta có lục vạn hằng hà sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất làm quyến thuộc với ta đây, hỗ trợ chúng ta nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái phần này nếu ai lọt vào trong thế giới này thì mới cảm nhận được. Tại vì không lọt vào đây chúng ta không biết được. Cho nên trong đời tu của Thầy đó, Thầy cứ nói là may mắn thôi. Cho nên may mắn mà mình được cái này, may mắn mà mình được cái kia. Nhưng mà khi hiểu cái nghĩa của Kinh Pháp Hoa rồi đó, Thầy nói không phải may mắn. Là tại vì mình tu đúng, cho nên mình được các vị Bồ Tát này giúp đỡ, được các vị Bồ Tát này hỗ trợ cho mình. Các vị Bồ Tát vô hình này, cho nên mới khiến cái này, mới khiến cái kia, mới khiến cái nọ. Chứ mình biết đường đâu mình đi. Các đại hữu nghĩ xem, Thầy hồi bỏ nhà đi tu mới 13 tuổi thôi. Tên 13 tuổi thôi, nhưng mà đi từ chùa này sang chùa khác, đi từ xứ này sang xứ khác này, ai dẫn đường mình đi? Thầy nói là do căn lành của mình và các vị Bồ Tát vô hình này chỉ lối đưa đường này. Đấy. Còn ngược trở lại là ma chỉ lối, quỷ đưa đường, thì chắc chắn là chúng ta rơi vào tay băng đảng, phải không? Con nít mà bỏ nhà đi thì bị người ta dụ dỗ, người ta đưa vào con đường ác dễ lắm. Nhưng mà có các vị Bồ Tát vô hình này đấy, chỉ đường cho mình đi. Đấy. Cho nên tới chỗ này, tới chỗ kia, tới chỗ nọ, từ như vậy mà đi lên được. Đấy. Thầy nói là các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất hộ trì cho ta. Đây là hoàn toàn cái thế giới vô hình ta không biết được, mà đó là sự thật. Nên là được Bồ Tát Thượng Hạnh Gia Bị tới nữa, thì sao? Tự nhiên mình thích làm những chuyện khó làm. Đấy, trên bước đường tu đó quý vị nhé. Mình thích làm những chuyện khó làm thì mình biết là Thượng Hạnh Bồ Tát trợ lực cho mình. Đấy. Tại vì Ngài đó, thúc mình làm chuyện này. Mà thường thì sao? Cái chuyện khó đó ai cũng sợ, biết không? Ai cũng sợ, ai cũng tránh né hết đó. Nhưng mà các Ngài thúc mình làm, các Ngài thúc mình làm, rồi các Ngài ủng hộ cho mình làm được đó, thì công đức sanh ra chứ. Cho nên đầu tiên Thầy nói là Thầy lọt vô chùa Ấn Quang một cái đó. Hòa Thượng họp chúng lại để cử chức sự đó. Cho nên cử người này, người kia, người nọ làm. Mà đầu tiên đó, thì Hòa Thượng nói là ai tình nguyện đưa tay lên, biết không? Chừng nào mà không ai tình nguyện thì mới cử. Bây giờ tới cái phần mà quét dọn nhà vệ sinh, phải không? Thì bây giờ Hòa Thượng kêu ai tình nguyện đưa tay lên. Thầy cảm giác có lúc đó chắc có lẽ là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất dục Thầy, tự nhiên Thầy đưa tay lên.
Thế nên đưa tay lên nó còn tình nguyện. Tình nguyện rồi mình giật mình, ủa sao mình đi làm cái này? Đây thì các đạo hữu kinh nghiệm lại xem. Trong người mình nó có hai phần, cái phần căn lành được Bồ Tát hỗ trợ, cái phần mà ma, nghiệp. Thế nên nghiệp của mình thì nó tránh né, tức là sợ cực, sợ khó. Ai cũng có cái này. Thế nên thầy cũng có cái này chứ. Thế nên đưa tay lên là vì Bồ Tát Tùng Địa Dung Xuất thúc mình đưa. Nhưng mà đưa tay lên lỡ rồi đó thì suy nghĩ lại đó. Suy nghĩ lại là gì? Là ma, phải không? Nó điên hả? Dại hả? Sao lại đi làm chuyện này? Ma nó hay xúi dại. Nhưng mà mình nghe dễ tin lắm, dễ đúng. Các đạo hữu cái nào đúng? Bây giờ đi dọn nhà cầu đúng hay đi tìm cái việc dễ làm tốt hơn mà làm, cái nào đúng hơn? Cho nên làm cái chuyện dễ làm thì thường hay có cái sự tranh chấp. Ai cũng muốn làm, mà muốn làm đó, thì tranh với nhau và có thể nói xấu nhau, phải không? Đây là sự thật chứ. Còn làm những cái chuyện kia không ai muốn làm hết đó, mà mình làm đó, thì gần như mọi người đều hoan hỷ hết. Các vị nghiệm xem, các ngài hỗ trợ cho mình, cho nên mình phát tâm mình làm, thì lúc bây giờ cái việc của mình nó thành công. Cái việc đầu tiên là tất cả mọi người nhìn về mình, họ thương hại, họ thương hại, rồi họ biết ơn. Cho nên tự nhiên mà mình được người ta thương mình, tự nhiên mà người ta biết ơn mình, cái chuyện này sao không làm? Giải gì không làm? Còn cái chuyện kia ai cũng dành với mình, ai cũng ganh tức với mình, thế tại sao lại mình làm? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên làm cái việc này đó, đại chúng thương. Đại chúng thương mà cái người mà thương, thương thầy nhiều nhất là trường hợp đó là Hòa Thượng Đốc Giáo. Tên Hòa Thượng Đốc Giáo, ngài đi xuống, ngài thấy thầy cầm cuội làm như đó nữa. Ngài thấy như vậy, tự nhiên ngài thương, ngài nói là thôi, bây giờ chú không làm này nữa, chú lên làm thị giả cho tôi, biết không? Lên dọn phòng cho thầy. Đấy. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Làm có một chút xíu đó thôi, được tháng, hai tháng gì đó, công đức sanh ra, cuộc đời thay đổi. Đó là trên bước đường tu của thầy, là kinh nghiệm đó. Cái này, cái công chuyện này thầy nhớ vào khoảng độ 50 năm về trước. Lúc đó còn là một tăng, thầy chưa thọ đại giới, còn là chú tiểu thôi. Nhưng mà từ đó lại lần lần đi lên. Cho nên các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất hộ mình. Mình không thấy bằng mắt được đâu, nhưng mà tự nhiên mình có cảm giác. Thế có những cái điều đó tự nhiên mình biết được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm rồi sẽ thấy. Có những chuyện không thể biết nhưng mà tự nhiên mình biết được. Ai làm cho mình biết? Thầy nói các vị Bồ Tát làm cho mình biết. Đấy. Ở trên cái bước đường tu hành, nếu chúng ta không có cái niềm tin ở Kinh Pháp Hoa, chúng ta không có cái niềm tin ở các cái vị Bồ Tát này nữa, thì chắc chắn chúng ta tu không được. Tại trên cái bước đường đầy chông gai thử thách. Mà nếu đi theo đường của ma đó, thì ma thường thường cứ xúi dạy ta thôi. Xúi dạy chúng ta đó là thích làm những chuyện nhẹ mà được quyền lợi nhiều. Đây là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận thấy. Còn ngược trở lại, cái này là thích làm những chuyện khó làm. Cái việc thứ hai là gì? Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất giúp cho ta nữa, tự nhiên trợ lực cho ta nữa, thì việc nào ta làm được hết. Không phải là giỏi, nhưng mà nhờ cái sức mạnh vô hình nào đó, với cái tấm lòng của mình rồi nữa, thành ra mình làm việc nào cũng xong. Đây là cái việc quan trọng ở trên bước đường tu đó. Hãy mình ra mình làm cái chuyện nào, thì cái chuyện này tuy là khó, mình chưa biết bao giờ hết, nhưng mà mình ra mình làm nữa,
thì mình lại làm được, làm tốt. Và có những người đó giúp mình trong chuyện này để mình thành công. Cho nên cái này đó, Thầy nói Bồ Tát vô hình giúp cho ta. Cái kinh nghiệm Thầy là thế. Vì vậy đó mà cái phần chính tu của mình đó, các Phật tử nếu hay nghiệm rồi là thấy biết mình tu được đó, thì mình thích làm những chuyện khó làm. Mà việc nào đó ai giao cho mình đó, mình cũng làm hết đó. Nên đó, Thầy thường hay dùng chữ là tăng sai. Hay tăng sai thì làm. Tăng sai tức là tập thể đó, cử mình đó, thì khó mấy mình cũng làm. Còn người ta không muốn mình làm thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà người có căn lành, người tu theo kinh Pháp Hoa được đó, thì làm những cái việc khó làm. Và thứ hai đó, là việc nào làm cũng được hết. Đây là một cái điều quan trọng. Cái thứ ba là gì? Dầu ở cái đỉnh cao hay rớt vào chỗ thấp, không có buồn phiền. Không có buồn phiền. Ta nói khi ở cái đỉnh cao ta không thấy là vinh, thì khi mà xuống cái chỗ thấp ta không thấy là nhục. Ở chỗ nào cũng được hết. Đức Phật làm một cái việc quan trọng nhất là gì? Lên cung trời thuyết pháp. Hay nói rõ trong cuộc đời này nữa là nói pháp cho vua nghe, phải không? Tức là vua thỉnh Đức Phật tới thuyết pháp, trai tăng cúng dường. Ở đây ta thấy là danh dự lớn chứ. Nhưng mà có những lúc đó, thì cái trường hợp không có gì ăn hết, phải không? Gọi là ăn lúa ngựa, phải không? Ăn đại mạch đó, tức là lúa người ta để cho ngựa ăn đó. Đấy, người ta đem cho Đức Phật ăn cái này, Ngài vẫn thấy bình thường. Khi lên cao không thấy vinh, khi rớt xuống không thấy nhục. Chỗ nào cũng được. Mà chỉ có một cái tâm niệm duy nhất á, là gì? Tức là phục vụ cho chúng sanh. Quyết tâm tu hành. Ba cái việc mà quý vị luôn nhớ này. Tức là quyết tâm tu hành là làm sao mà chúng ta đạt được cái quả vị cao nhất, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay vô thượng bồ đề. Cái thứ hai là gì? Là cái trường hợp cứu độ tất cả chúng sanh. Thế nên cái tâm niệm này là cái tâm tốt, thương chúng sanh và cứu chúng sanh. Tại khi mình thương chúng sanh và ý cái nghĩ là cứu chúng sanh rồi nữa, thì chắc chắn chúng sanh nó có làm phiền mình đi nữa nữa, mình cũng không bao giờ giận, không bao giờ buồn. Cho nên bảo là Đức Phật đó, thương chúng sanh như là mẹ thương con. Tại nên con mình nó có hư hỏng, nó có gì đi nữa đó, nó cũng là con của mình. Mình lỡ bỏ được thì cái người tu theo kinh Pháp Hoa phải có cái tâm đó, thì Phật mới gia bị tới ta được. Mà Phật gia bị tới ta thì ta mới có cái tâm này. Cái người này là tu theo kinh Pháp Hoa. Thì cái trường hợp này đó, là cái ý nghĩa thấy được Bồ Tát Tùng Địa Dung Súc, tức là thấy được các vị Bồ Tát vô hình. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, là thấy được thế giới ác ma và thấy được các vị Bồ Tát, hai thế giới phân biệt. Lúc bây giờ đó, ở trên cuộc đời này đó, ta nhìn ta mới phân được người xấu và người tốt đây. Đây bây giờ mới là người xấu và tốt đây. Cho nên người tốt là quyến thuộc Bồ Đề, người xấu là bạn ma. Đây hai cái này trên bước đường tu giành giật với nhau là gì? Cho nên khi tu chúng ta kiểm lại coi quyến thuộc của chúng ta là ma nhiều hay là Bồ Tát nhiều. Quyến thuộc chúng ta toàn là ma không á, thì cái trường hợp này chắc chắn tu khó vô cùng, chỉ còn cách mà trốn đi tu thôi. Cho nên trốn đi tu thôi. Chứ người ta nói cái gì không ai nghe, ta làm cái gì không ai chấp nhận hết, thì còn làm sao được nữa. Đó là trên bước đường tu. Bây giờ lọt vào ở trong cái thế giới của Phật rồi nữa, thì mới thấy được các vị Bồ Tát thân kim sắc nữa. Tức là những người ủng hộ chúng ta lâu nay đó, trên bước đường tu ta không thấy. Tại ra Thầy không thấy những người này. Nhưng mà Thầy có cái linh cảm là nhờ những người này ủng hộ, cho nên tất cả những cái việc tốt lành tự tới với mình
mà giúp cho mình từng bước đi lên được trên con đường chánh đạo. Đây là bây giờ đó, tu với các vị Bồ Tát tùng địa giống suốt này nữa, chúng ta mới lọt qua một cái thế giới. Đây lọt qua cái thế giới nên chỗ này quan trọng, tất phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là Đức Phật. Tại vì thường đó là quý vị nghĩ sao, Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi hay Đức Phật đã chết rồi? Tại đa số chúng ta cứ nghĩ là Đức Phật sanh trên Ấn Độ rồi Đức Phật cũng chết mất rồi, không còn nữa, nhập diệt rồi. Mà bây giờ đó là chúng ta có những cái tượng thờ này, đó là những cái tượng Phật chứ không phải Phật nữa. Đây là sự thật đó. Ta nghĩ cái này là tượng Phật chứ không phải Phật. Nhưng mà khi ta tu rồi đó, ta mới nhận cái này, này. Ta mới nhận ra được cái chỗ này. Nhận ra được cái gì? Tại sao có cái tượng Phật? Tại sao có cái chùa, phải không? Thế tại sao có chùa, rồi tại sao có tượng? Đấy. Thế nên từ cái chỗ này, này, ta mới nhận được một cái điều quan trọng. Tức là ta có căn lành, cho nên Phật hộ niệm ta, mới khiến cho ta, phải không? Mới khiến cho ta tu được. Mà khi ta tu được thì sao? Đức Phật mới khiến cho những cái điều may mắn nó tới với ta, phải không? Thế nên ta mới làm được chùa chứ. Nó khiến có những cái điều may mắn tới với ta, cho nên ta mới có những cái tượng đẹp. Cho nên trên cái đời tu này, Thầy thấy những cái điều mà Thầy nói là không bao giờ mình nghĩ là có mà có. Đây là quý vị nhớ, bảy cái tượng dược sư mà ở đằng sau lưng Thầy đó, quý vị nghĩ sao? Tức là tháng chạp, tức là rằm tháng chạp á, rằm tháng chạp thì Thầy mới có ý niệm đó, là năm nay mở cái đàn dược sư, mở cái đàn dược sư ở tại chùa mình. Nhưng mà nghĩ tới mở cái đàn dược sư rồi đó, là bây giờ thỉnh tượng ở đâu? Thế nên thỉnh tượng ở đâu để có cái này? Cho nên đây là cái điều này. Thì lúc bây giờ đó, lại là nó khiến đó, cái ông mà làm cái tượng Phật ở trên chánh điện cho mình đó, thành ra ông có bảy cái tượng dược sư này ông làm sẵn rồi, mà cùng cái kích cỡ mà theo cái yêu cầu của mình, phải không? Nhưng tại sao ông này ông làm sẵn ông để đó? Nên bây giờ đó, cô Nguyệt gọi điện thoại qua cho ông ấy, nên bây giờ hòa thượng cần bảy cái tượng dược sư để đang mở đàn. Bây giờ ông nói là tôi có sẵn mà, tôi có sẵn bảy tượng này rồi. Thành quý vị thấy rằm tháng chạp đó, mình mới có ý mở đàn. Nhưng mà bây giờ tính như vậy đó, thì bây giờ đi thỉnh tượng ở đâu? Cho nên lúc bây giờ đó, ông này có tượng rồi, mà tượng này từ ở bên Bổ Điền nữa, tức là ở bên Phúc Châu. Phúc Châu mình gọi là Phúc Kiến, phải không? Bên Phúc Kiến làm sao đem về? Thầy nói quý vị thấy không? Nếu mà tượng này mà đem xuống gửi dưới tàu á, nó chờ cho đủ một kiện hàng á, để nó trở về cho mình á, thì nhiều khi cả tháng hay vài ba tháng mới về đây được. Làm sao mà cho tới tháng Giêng mình mở đàn mình có tượng? Đây cái điều đó. Cho nên tự nhiên khiến có người họ chở tượng này từ bên Phúc Kiến, họ chở tới Móng Cái, chở tới Móng Cái họ đưa xuống tàu chở về bên mình luôn. Chở về tới đây đó, Thầy nhớ là 28 Tết. Tại nên tượng này từ suốt mình Phúc Kiến mà chở thẳng về tới chùa Uy Nghiêm mình đây là 28 Tết. Cái này nếu mà Phật không hộ niệm, cái chuyện này khó có. Thành ra các vị nghĩ xem. Tại nên nhờ Phật hộ niệm cho nên khiến mình làm được những cái việc mà khó làm. Thầy tưởng như là cũng không làm được nữa, nhưng mà được. Thì cái này
tin là vì có Phật hộ niệm, có các vị Bồ Tát trợ lực. Đây là nguyện của mình đồng với các ngài, cho nên các ngài giúp đỡ. Thì như vậy đó, tất cả các cái Phật sự mình đây đó, các Phật sự mình đây đó là do Phật hộ niệm mới có, phải không? Thì bây giờ Phật ở đâu? Tại mình biết là do Phật mới được cái này, nhưng bây giờ Phật ở đâu? Đấy. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng. Ta biết là Đức Phật đang hộ niệm cho ta, thì đâu phải là Đức Phật nhập diệt, đâu phải Ngài chết. Đấy. Tức Ngài vẫn sống chứ. Cho nên sống trong cái thế giới của Phật, sống trong thế giới của Phật. Cho nên ta sống trong cái thế giới đau khổ này, ta nên giữa cái thế giới đau khổ và cái thế giới an lạc, nó như cái bàn tay chúng ta bề mặt và bề trái này. Cho nên ta được Phật che chở cho ta mà ta cũng không biết cái chuyện này. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó mới đọc cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, ta mới nhận ra được. Tức là cuồng tử và lương y. Ta nói lương y là ví như ông Phật. Ta nói cuồng tử là ví như chúng ta đấy. Ta nói ta với Phật gần nhau, Phật luôn che chở, luôn giúp đỡ cho ta để làm được việc này việc kia. Nhưng mà ta hoàn toàn không thấy không biết, là tại vì ta mờ mắt. Ta nói ta mờ mắt, tức là ta không có mắt huệ. Hay là Đức Phật thường hay nói là bị ngũ uẩn ngăn che. Bị ngũ uẩn ngăn che là cái gì? Tức là thứ nhất là khi mà chúng ta sanh ra trên cuộc đời này, ta mang cái thân này vô là ta bị giới hạn ở trong cái thân này. Ta có đôi mắt này cho nên nó giới hạn cái tầm nhìn chúng ta tới đường chân trời, phải không? Ta chỉ thấy được cái mặt này thôi, nhưng mà ta không thấy được cái mặt bề trái của cuộc đời. Cho nên cái khi mà chúng ta ngủ, ta nằm mơ thì sao? Thì ta bắt đầu ta mới sinh hoạt với cái thế giới của tâm linh ta chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hãy cái người nào mà ở trong cái thế giới mà mình gọi là thế giới tâm thức đó, là ác nghiệp, là ma, thì thường thường hay nằm mơ thấy những cái này. Đây các đệ hữu tu hành rồi này, nghiệm này đấy. Ta nói ác nghiệp thì thường thường nằm mơ thấy cái này. Ta nói thầy nói thật với tất cả các đệ hữu tu được đây đó là gì? Nhờ lúc mà đi tu trong giấc mơ là thầy thấy cái điểm an lành thôi. Trong giấc mơ cứ thấy tới chùa này, tới chùa kia, tới chùa nọ, nghe thuyết pháp, tụng niệm lễ bái. Tất cả những cái này, cái thế giới tâm linh của mình là nó như thế đó. Cho nên đây là thế giới của Phật. Cho nên mình sống trong thế giới của Phật, mình sinh hoạt ở trong thế giới của Phật. Mà cái thế giới đó thầy nói là thế giới tâm thức. Cho nên cái con người chúng ta đó, Đức Phật dạy cái thế nào? Nếu chúng ta đó mà từ ở trên các cõi trời mà sanh xuống đây đó, thì bây giờ đó, ở đây chúng ta cũng là con người như bao nhiêu người khác. Nhưng mà cái cốt cách của chúng ta đó là ở chư thiên. Cho nên ta ngủ, ta nằm mơ, ta hay thấy ta về trên cõi trời. Đây có đệ hữu nào thấy vậy không? Cái thứ hai, nếu mà ta ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà mà sanh lại thế giới này đó, thì cái trường hợp này đó, trong giấc mơ chúng ta thấy ta hay về cực lạc. Có đủ nào thấy không? Đây là những người tu tịnh độ đó. Cho nên vua Thuận Trị, tức là ông tổ của nhà Thanh, ta nói Thuận Trị Hoàng đế đó, Thuận Trị Hoàng đế, thì cái ông này khi mà thống nhất được nước Tàu rồi nhé, ta nói khi mà thống nhất được nước Tàu rồi nhé, thì lúc bây giờ đó ông mới làm một bài phú mà ông để trở lại cho đời, rồi ông ẩn vào trong núi ông tu mất. Mà trong bài phú đó thầy nhớ có một câu là tại sao mình đã từng ở bên thế giới cực lạc rồi đó, vì cái nguyện mà tái sanh vô cái thế giới này, rồi suốt 17 năm
chinh chiến tạo bao nhiêu tội ác. Cho nên giờ này phải nỗ lực tu để trở về với cái chỗ cũ mình, từ tịnh độ sanh lại, sanh lại cái thế giới này, làm một số việc rồi người ta sẽ về tịnh độ. Cho nên cái hồi còn nhỏ thì chưa đọc cái bài phú này thầy rất ngạc nhiên. Tại sao Thuận Trị Hoàng Đế là một cái ông vua ở một cái nước nhỏ, tức là Mãn Thanh. Mãn Thanh ngày nay nó là cái khu tự trị của Trung Quốc, không? Từ một cái khu tự trị của Trung Quốc mà nổi dậy và thống nhất cả một cái nước Tàu như vậy để lập nên cái đời nhà Thanh. Cái chuyện này thiệt là cái chuyện khó. Rồi đó, sau này nó tới ông cháu nội hay cháu cố của Thuận Đế, tức là Càn Long. Vua Càn Long này có cái đặc biệt, bây giờ còn để lại cho chúng ta một cái tạng kinh gọi là Đại Tạng Kinh Càn Long. Ông vua, nhưng mà có những cái điểm rất là đặc biệt. Ông nói trong đời tôi đó là thích làm ba việc thôi. Đây có đội hữu nào làm vậy không? Tức là điều thứ nhất là gì? Tức là thấy Phật thì lại, thấy tượng Phật là lại thôi. Vua nhưng mà vậy. Thứ hai đó là thấy tăng thì cúng dường, thấy có người tu là cúng dường. Thứ ba đó là chùa hư thì tu bổ. Thành ra cái trong đời ông thích làm ba việc, tức là thấy Phật thì lại, thấy chùa hư thì tu bổ, và thấy tăng thì cúng dường. Ông vua mà nghĩ tới việc. Nhưng mà ở trên đời này có ai làm vua lâu hơn Càn Long? Nên làm vua lâu nhất, tức là làm vua bao nhiêu? 63 năm phải không? À, các vị coi lại lịch sử. Vua Càn Long là một cái ông vua làm vua lâu nhất, 63 năm trong lịch sử. Ai làm vua nhiều vậy? Mà ông này làm ba việc này. Cho nên thầy nói cái ông này đó là tái sanh trở lại. Phước ông lớn cho nên tái sanh trở lại đó, làm được những cái việc lớn. Cái việc lớn trong đạo mình đó, là mình thấy làm được cái việc xây dựng một cái Đại Tạng Kinh Càn Long để lại cho đời sau. Đây là cái việc rất hiếm. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta nhìn vào trong cái thế giới vô hình, trước nhất là ta nhìn vào ở trong giấc chiêm bao của mình, phải không? Cho nên trong giấc chiêm bao của mình, thành ra mình mới bắt đầu mình thấy. Nếu ai có căn lành rồi thì ở trong cái giấc mơ của mình, mình thường hay thấy cái quá khứ của mình. Đấy. Cho nên các cái bậc cao tăng, các bậc thánh tăng là hầu hết họ ở bên tịnh độ, họ sanh lại. Họ sanh lại do đó mà họ tu và đạt cái kết quả nhanh hơn tất cả những người khác. Mình là những cái người may mắn mà mình được gặp và được các ngài hướng dẫn để mình làm bồ đề quyến thuộc của các ngài mà mình tu. Đấy. Thì cái trường hợp cái thế giới Phật với mình đây đó, thầy nói ví như cái bề mặt và bề trái của bàn tay mình, ta gọi là bề mặt của cuộc đời hay bề trái của cuộc đời. Hãy mình sống thì mình mang cái thân tứ đại này vô, mình cùng sống với những cái người chung sống. Nhưng mà khi chết rồi đó thì sao? Bỏ cái xác này rồi đó thì ai về chỗ đó, phải không? Ai về chỗ đó? Nếu chư thiên thì cái trường hợp đó họ sẽ về trên cõi trời. Thành chư thiên họ về cõi trời. Còn các vị Bồ Tát thì họ trở về thế giới Phật. Tới đây là ở chung với nhau hết. Nhưng mà ta quan sát kỹ rồi đó, chúng ta thấy ai là Bồ Tát hiện thân lại đây để cứu đời, ai là ác ma hiện thân trở lại đây để hại, phải không? Đấy. Thì ta nhìn kỹ rồi đó, ta chọn con đường để mà chúng ta đi.